Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mẹ con cô Sáu chia sẻ nội dung mà chiều hôm nay, những nội dung mà quý vị đang rất là quan tâm. Thì nội dung sau khi em đăng tải cái clip mà chị mì xào đó, coi như là có một người mà nói trước đây là từng là làm chung chị mì xào đó, về cái chỗ mà karaoke cho Hàn Quốc này kia nọ đó. Thì chị đó cũng đang phản hồi, mà chị đó cũng đang phản hồi mà nói để rảnh chị đó sẽ chia sẻ. Thì ngày hôm nay á, anh thấy là cái chỗ là con ve đúng không? Con ve chiều nay anh đi tạo mộ cho cậu nó hả? Mà đi đòi lên mẫu rồi, Lên chưa? lên rồi, cúng xong rồi. Dữ gì sao? Thương cậu dữ ha. Mà anh thấy ngộ không, người ta có con rồi, người ta có con thờ tự mà, phải không? Thử Mà sao cháu dành làm kỳ sao nó vậy? không đi về bên nội nó ta, Bởi vậy mình cũng không hiểu ha, về bên nội nó tảo mộ rồi, ông nội bà nội rồi kìa. tại vì bữa nay là thấy không phải là mẹ con nó không, mà còn ông Bảy bà Sáu nữa. Vậy hả? Mà sao không thấy đi tảo mộ cha mẹ mà lên đó không biết, kỳ chắc chắc quá ăn chỗ nào thì rào chỗ đó quá. ha. Nhưng mà nó bà Sáu thì mình cũng không nói đi, mà chứ thấy đứa cháu nào mà nó có hiếu với cậu nó dữ vậy Thiệt luôn sao? Trời ơi, có hiếu gì đâu mà có hiếu thấy sợ luôn, nội mẹ ơi. Có hiếu gì mà coi như là kiểu mà chắc bây giờ cũng ai nấy hiểu không? Cũng cắn chấm mút rồi trong đó vậy. Rồi xong cái ai nấy hiểu không? Nó đâm ra là kiểu mà khó chịu. Em nghĩ là nó muốn làm màu với cho người ta biết là nó thương cậu á, mà tại vì anh biết trên chỗ đó thì mấy anh em truyền thông ở đó đầy đó, Đúng mà cỡ rồi. nào không có người ta quay, đúng không? Muốn cho người ta biết là thương, nhưng mà thật ra em nghĩ chắc lên nó sám hối á. Đúng rồi, Đúng không? cái chính là cái sám hối rồi, chứ còn mà thương mẹ gì mà thương, bày đặt màu mè qua lá hẹ gì thôi, lên trên đó để gây coi như là như ta đây là Chú ý. có cái sự chú ý rồi mọi người, chắc nó thương thiệt nó mới lên đồ. Trời ơi mọi người, tin ai tin tin mẹ con đó, Trời ơi, diễn không đó. em nói với anh nè, đừng nói gì xa xôi, mình nói năm ngoái thôi, mấy năm trước nó xa, mới năm ngoái đây nè. Em nghe là người ta nói là ổng bệnh, ổng nằm trên giường thập tử nhất sinh, mà cả gia đình nó là kéo nhau đi chơi, chụp hình du sinh ngoạn thủy, vui vui vẻ. Rồi ổng Đó nó không lo cho ổng, người người sống mà không lo đó, bây đúng giờ mất rồi lên đó làm màu khóc là lóc nhưng màu là thương nhưng mẹ làm gì. Trời ơi, mà còn lên nói năm nay buồn, vắng đi một người buồn lắm, năm nay không có mua gì ăn, không có làm gì chứ, buồn diễn lắm á, đó diễn. thế nhìn là biết nó diễn rồi. Ai nói gì nói tôi cũng tin mẹ con đó. Nước cốt nhũ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân, chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Đau thiệt ạ. Mà diễn hay thiệt anh ha, diễn đúng đúng là diễn, mà em nói thiệt anh suy nghĩ coi, ổng ổng có tiền, ổng có đất, ổng có danh tiếng, nó đeo theo ổng vậy, thử ổng trên răng cái dép không có gì vậy, thử là nó dành vậy không, Dễ đấy em nghĩ là vậy, vậy có trời ơi, cái dành tụi này thượng đòi hạ đạp mà. không. Mình nói gì nói, thấy cái vụ mà nhạt nhất được không? Có đầu là xài của người ta, xài chùa của người ta, lấy của người ta, kiếm gì là lợi ích doanh thu cho mình. Khi bị người ta nói như vậy thì mình là cái người phải biết rằng là một cái sĩ diện, đúng không? Vì là em lỡ em xài của anh mà em không có hiểu rõ như thế như thế thì cho em xin lỗi anh, tại vì từ trước giờ em cứ nghĩ em hiểu lầm vậy vậy vậy. Rồi mình đưa mình show ra những cái dòng tin nhắn đó, đúng không? Mình show ra những cái dòng tin nhắn nó có phải thật sự là nó như vậy để chứng minh cho mọi người thấy là mình nói thật. Còn nó nói xàm 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 năm thu bảy quả, nó nói ba xàm ba đế gì đâu có. Gỡ rồi, nó gỡ bài đó Thì rồi. biết nó gỡ, nhưng mà gỡ thì gỡ chứ em xài chùa của ta đợi người ta nói mà mới Mà ăn được. đâu em mới nhớ là như vậy nè, tại vì nó dạng như là mới đầu là nó gây sự trước với cái ông mà viết nhạc, rồi cái ông viết nhạc với ông mới nói chứ không phải là tự nhiên ông lên Thì ông viết cái bài mà cái ừ thông báo của mình ừ coi danh dặn rắn được chi, đúng ừ không? đúng rồi. Đi Rồi rồi cái vô chửi người ta, nói người ta là mượn gió bẻ măng, chân. lợi dụng câu chuyện ồn ào để đánh bóng tên tuổi đó, để chửi xéo gia đình. Mà anh thấy nhạc ui ta viết đầy đó, Đấy. khối người sao thể chửi, ví dụ như bài
cái gì tình anh em số một người dân nè đó, viết lâu lắm rồi đó. Còn cái, những cái bài mà tham lam giành giật gia đình ôi cả đống đó chứ đâu phải không có. Mà sao không chửi mà tự nhiên đè ông này ra ông chửi bởi vậy. Rồi cái ổng mới lên tiếng là ổng nói, rồi cái ổng lên tiếng ổng nói cũng không phải là ổng kêu gỡ bài nữa, vô chửi vô nói sống nói xỏ người ta, rồi lớp nào bà sáu rồi ông bảy rồi sạc pin rồi chia sẻ về chửi nói người ta là ác độc này kia, người ta mới nói chứ phải khơi khơi người ta nói. Thấy không, sai của người ta mình không có tiếng cảm ơn. Anh viết bài hát đó thì nó cũng phải nhắn tin cảm ơn anh đã tặng em gia đình em bài hát này em hát rồi, cảm ơn anh, là gì nó không có tiếng nói nào cảm ơn người ta chứ sao mới chửi người ta. Thì bởi vì anh đã nói là cái dòng cái thứ ăn cháo đá bát, rồi bây giờ nó chuyển nó màu mè lên, nó nói là thương cậu năm nay không có cậu rồi buồn rồi này kia kia nọ. Em nghĩ nó nói đó buồn thiệt không hay là nó xạo? Anh nghĩ nó xạo chứ nó buồn gì, xạo chứ làm gì mà buồn. Rồi anh thấy mới đây là nó mới ra cái MV nó khịa anh chửi người ta đó đó đó, đó. Con người nó cũng thích là coi như là đáp trả người ta lắm chứ nó không phải là nó vừa gì đâu. Trời ơi trời, cái loại nó mà trời ơi, nghĩ đi cái thứ nó ai mà tin nó. Tại vì anh thấy là tại vì nó không có chửi thẳng cộng đồng, không lẽ chửi đúng rồi cái lũ tụi bay là lãng thất đức nó đâu chửi được. Đúng không, nó phải mượn cái bài hát để đáp trả. Đấy không, nào là gì nhiều chuyện hả? Chuyện không nó khó, chuyện khó nó không hả? Đời này ngộ ha. Đấy không, mà nếu mà nó chửi vậy thì nó chửi luôn là những cái người bên nó nha. Đúng rồi, đúng không? Anh thấy, nó ngộ cái là những cái người mà không đứng về phía của mẹ con nhà cám mà lên tiếng nói thì nó nói là mấy người này thất đức, mấy người này nhiều chuyện, mấy người này ngộ. Còn mấy người mà ủng hộ cho mẹ con xong rồi quay sang chửi lại người ta là tu hú rồi, cái lệnh chụp hình nó bắt tay là ở khen thì mấy người đó cũng người dân chứ có trong nhà đâu. Vậy nó làm cũng chửi luôn, chửi hai bên rồi, không mẹ thấy chửi bên kia nhiều hơn. Tại vì nó nói là chuyện gia đình nó, nhưng mà gia đình nó là ai? Bà sáu, con nó, chồng nó, là có ba người nè. Đó là cái gia đình, đúng không? Còn ông Năm là không có con riêng à, gia đình riêng à, đúng không? Có okay. Con có cháu rõ ràng riêng à, nó chỉ là ở ké ở nhờ thôi, nó đứa cháu nó đâu có liên quan, nó chuyện gia đình. Đúng rồi, nó chỉ là một cái đứa cháu thôi, rồi xong cái đầu là nói thiệt ra nếu mà nói ra nó là nó thuộc cái gọi loại ngoại bang luôn. Đúng rồi. Đó. Mà bài đặt nó nói là nó thương cậu, nó trời ơi nó thương cậu nó quá, nó nhớ cậu nó quá, má thương gì dữ vậy. Trời ơi thương mà mày có lúc sống mà mày nhờ mày tới mày coi mày chăm mày còn tới, nó thương cái gì? Sống cha mẹ còn thì thương cha thương mẹ đi kìa. Bởi vậy nó thương cha thương mẹ mình đi, cái người sinh thành ra mình không có thương. Trời ơi, thương cậu. Nhắc tới cha thì thôi. Nó coi ổng gai, coi ổng thua rác. Vậy đó hả? Rác đi ngang nó còn lấy vỏ đá cho nó, ổng không tìm giòm nó, ổng rác rồi đó. Ê, bởi vì bất hiếu vậy đó mà nói thương ai tin nổi nó không? Ông nó đi hát về, ông ra ông đón nó mà nó không thèm giờ mà ông không thèm gật đầu cha nó đó. Trời ơi vậy mà không có người sống có đức gì mà đức. Thì bởi vậy gán diễn cho giữ vô hai mẹ con, gán diễn cho giữ vô và đặt lên cộng đồng mạng, người ta chướng tay gai mắt làm chuyện mà chướng tay gai mắt thì người ta nói thôi. Nói thì bắt đầu là lên cộng đồng mạng và đặt viết bài hát đồ nè, 331, 330 rồi. Mắc mệt quá à. Con thì... người của mình á đâu có phải đàng hoàng hay là hay ho gì đâu. Trời ơi trời, nó bấy nhầy ở trên mạng đó. Nói thiệt chứ đó là gia đình của người ta, chứ gia đình mình mà hôm nay là không có chuyện mà ngồi yên để muốn làm gì làm đâu. Thiệt là gia đình thử gặp gia đình người khác à. Hôm nay là rớt răng rồi đó chứ không quen cái chuyện mà đồng ý là anh đứng ra anh lo gia đình đi, anh đứng ra đám cha tôi cũng cảm ơn anh đi, nhưng mà cái gì phải rõ ràng cái đó. Trời ơi, nọ mà anh thấy cái cảnh mà nằm lót đường mà để báo hiếu á, mà cái người ta khiêng đi tới mà nó không có chỗ đường mà nó phải tuôn nó chạy mà nó chui với nó chui qua nó ráng nằm cho được là anh thấy rồi đó. Phải cỡ đó đó, không biết nữa ông kia không đi nó có nằm mơ vậy không đó. Tại ông này có của, nó nằm vậy đó. Rồi là nãy lên thấy mặc áo đen, rồi ba bốn người ra chụm năm chụm ba đó đốt với tiền nhận bạc, nói cảm ơn rồi mấy anh em ở đây phụ giúp rồi giữ này kia cái nọ, nó đạo lý nhiều lắm anh ơi, nghe nhức đầu lắm, mệt lắm. Mà sao không thấy quay tạo ủng hộ ông bà ha? Không thấy ha. Chỗ nào có tiền, chỗ nào nóng hót, chỗ nào đang giành giật thì tạo cho đó.
Với lại biết sao không, chỗ này là chỗ có dạng như hiện giờ là đang đâu có muốn sao kê, cắn ngập họng rồi, hiểu không? Ăn ngập họng rồi đâu đâu có muốn sao kê, cho nên là chỗ này cảm thấy có lỗi mà lên. Mà em thấy lạ vậy nè, ví dụ như em nói thiệt anh, người ta chửi em bữa trước bữa sau em có là em làm rồi đó. Đúng, rõ ràng. Đấy đó. Mình con người mình đường đường chính chính mình làm cho rõ ràng, làm cho khỏi nghi ngờ, làm cho nó minh bạch, làm cho con người mình còn đi hát, còn đi làm ăn, mình còn đi ra xã hội nữa. Với lại cái đó là cái gì, cái nỗi nhục nhã nhất. Mà khi mà một con người coi như là bị vướng vào cái sự ồn ào đó. Anh thấy cái bà hoa hậu gì đó cũng kêu gọi cho đồng nghiệp đó. Rồi cái người ta tố bà ăn chặn cái bà sầu cây liền đó. Em nói chỉ cần đơn giản chừng 3-4 tháng, thì ngay tháng 3 cái lúc mà ông nằm xuống nè, tháng 3, tháng 4, năm, tháng 6 rồi, cả 3-4 tháng đó thôi, lòi ra là coi tài khoản nó có vô tiền không, biết liền cái gì đâu. Dễ lắm, đơn giản chứ có gì đâu mà phải giấu. Tôi nói bữa trước bữa sau ha, mà ai nói tôi là tung ra liền. Tung ra liền chứ đâu mà có chuyện mà để im ghe mà tới giờ này im ru bà rồi, im ru luôn, không có nói gì chứ trời. Cái đó, cái lúc đó đó là bà Sáu bà có đăng bài, bà gỡ rồi, bà nói là làm xong xuôi hết là gia đình tôi có sao kê hóa đơn chứng từ đồ đàng hoàng. Có đợt đó có y xèo dân mạng người ta lên nói đó, bà xóa có... rồi, bà xóa rồi, xóa bà rồi. Nói giờ hôm nay có quyền hết trơn á. Bà nói giờ tiền dư thẩm hồ hỏi còn tiền dư đâu, dư gì trời ơi, tôi làm tôi còn bù vô nữa mà tiền dư đâu, trời đất ơi. Bù vô luôn, bù nó tôi bỏ tiền tối tôi ra đó, dư đâu mà dư, thiếu nữa, trời ơi. Mẹ Sáu rồi thiệt tình luôn á, nói gì mà nói được luôn á trời. Con mà Sáu nói, con mà Sáu nói, trời ơi nói thiệt anh, đám gì mà nói bù lỗ em, đám cưới bù lỗ em còn tin đi. Tại vì nó còn ấy, nhưng mà cái đám mà người đã mất rồi, không bao giờ bù, không bao giờ lỗ hết trơn á. Tại vì cái đó là người ta đi để cho gia đình người ta lo mà, không thấy ông Năm không? Bạn bè có nè, người ơn có nè, đó đệ tử ông có nè, rồi những khán giả có, trời ơi mà nói thiếu tiền sao mà thiếu được, thiếu đâu. Vì bởi vậy cái thứ lấp liếm vậy á, hở cái khoe là không tiền, nhưng mà lúc á, thì nói trời ơi mua cái này mua cái nọ tùm lum đó. Thấy không, bởi vì con người á, luôn luôn lúc nào cũng nói là mình á, là minh bạch rõ ràng. Minh bạch rõ ràng thì chứng minh cho người ta thấy đi, sao kê đi rõ ràng đi, để cho mọi người phải coi như nể phục mình đi. Còn này mà ở đó mà cứ như né với tránh là nhiều đó thôi, là biết con người á, xảo trá điêu ngoa. Thấy không, màu mè mà đặt á, ông già bà già còn sống thì không lo, tự nhiên cậu mất thương cậu quá à. Trời ơi trời, cái lúc ông bệnh đó thì không lo. Đúng rồi, tiền viện phí không có đóng luôn nha. Ba lên vậy mà. mà ra cái bài đời ngộ ngộ đời này cũng đúng á, đời ngộ đời nó ngộ thiệt anh ha. Mẹ vô ở cái có 2 năm mà đòi dành nhà ta. cái này bây giờ sau này cái câu chuyện sau câu chuyện này mà con cháu mà nó khó khăn ngoài xã hội á, nhiều khi mình muốn giúp nha, mình muốn giúp mình cũng ngại, mẹ bà cho nó vô nó ở không biết 2-3 năm cái nó vô nó giành giật với con mình không trời, quỷ hay xanh rồi mấy lần nó thương thương mình cái nó mua đồ về cho mình nhậu không biết nó có gì chút miệng không trời. Thấy không, coi câu chuyện này đó là một cái đề tài mà có một câu chuyện mà xã hội phải ráng lưu tâm, và khi những người mà tham gia câu chuyện này đó là một bài học rút kinh nghiệm sâu sắc. Thấy không, phải để cho người đời phải suy ngẫm. Đúng rồi. Không, ở trong nhà nó đừng có thấy bà con này kia cái nọ thôi. Cái lũ này nó có bà con mi tớ gì đâu, nó vô dụ dụ đó. Cậu ơi, trong nhà này cậu thương ai nhớ? Đây nè cháu nè, cháu ngoại của cậu nè, tự nhiên con ổng là cậu mày sao tự nhiên cháu ngoại? Đúng rồi. Lao quá. Rồi xong cái đầu quay clip lại làm gì, rồi mấy mốt đưa lên nè. Hồi ba mày còn sống nè mày thấy không? Di nguyện nè. Trời ơi xàm vậy. Mẹ ba rượu bia thì mua cho ông uống. Thấy không, đáng lý ra cái mấy cái đó ông cử kiên rồi này kia cái nào ông có. Nó bày cho ông tối ngày rồi nó cứ nè, nói đi nó quay clip lại. Đưa quay clip lại. Mà lúc đó có một thằng đòi lên làm chứng đâu nữa chứ. Nhớ không? Thằng đó biết có liếm láp gì không á. Chắc cũng có gì đó chứ. Rồi xong cái đầu là tuôn bỏ chạy. Không, tại vì nó cũng sợ, tại vì nó nói không lẽ nó không lẽ tính làm dương quá hả? Đúng không? Không lẽ nó tính làm dương quá, mẹ kia ăn hết trơn rồi, không lẽ vô nó đổ vỏ, đổ không mà phải đúng chỗ rồi, mày bà bị phạt nha, phải giỡn đâu, đổ mà không đúng nơi quy định, đổ
bị phạt á, cho nên thấy sợ chạy trước. Ốc chưa ăn được nữa mà giờ bắt đổ vỏ, mà vỏ bị phạt nữa thì thôi chạy cho lẹ chứ. Bởi vậy ta nói cái đời này ngộ ngộ đời đời ngộ đó. Nó hát y như là nó đang vả vô mặt nó luôn. Đúng rồi. Nó vả thẳng vô mặt nó luôn, không có con, sai chút nào. Con người ta nuôi 37 năm mà giờ cha người ta mất cái phòng không cho nó, không cho con người ta ở mà để cho ngu xin ở. Ngược đời thì ngược đời. Bây giờ này ông chủ mất rồi đó, nhà đó không có nhu cầu có như ưu xin nữa, ưu xin thì về nhà đi. Đúng không, ở đây tiền đâu tôi trả. Đúng rồi. Đúng không? Cái phòng này của cha tôi ở thì tự nhiên ưu xin đâu người lạ mà vô đây ở trời. Bởi vì chọc như vậy nó đuổi ra khỏi nhà là đúng rồi. Phải chi vợ ổng thì mình không nói. Mày con cháu nói tiếng là trợ lý là cũng đã nhẹ nhàng rồi. Từ trợ lý không muốn, vẫn muốn làm ưu xin cho làm ưu xin luôn đó. Đấy, rõ ràng chưa? Bởi vậy hả, là cái xã hội này nhiều cái mắc cười. Rồi bây giờ á, nói cái vụ mà con ruột con nuôi thì bây giờ mình cho là con nuôi luôn đi nữa. Nó vẫn có quyền của nó, đúng không? Có quyền thừa kế của nó. Hợp pháp thì thừa kế thôi chứ có gì đâu. Có gì đâu mà lạ. Chớ nhớ trước đây, cô chú anh chị nhớ trước đây là cái vụ mà bà lò bún mà mất đúng đi mà để lại 1000 tỷ. Cũng con nuôi hưởng đó. Anh em ruột trong nhà có đồng bạc cắt bạc nào. Cũng dành đó, cũng dành đó, tranh quyền đoạt lại mày con nuôi con đồ. Mà đứa kia nó ở nước ngoài rồi, nó không cần mấy cái đó đâu. Nhưng mà tại vì cái kiểu con dê nè, nó lấy không còn một cắt, nó không cho đồng bạc, nó mặt nó không dòm luôn mà. Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Thì đó. Không phải của mình, có dành có lại cũng chẳng được đâu. Mà nhắc cái vụ con nuôi thì em nhớ tới chị mì xào. Nhớ nó chị mì xào, không bao giờ quên được cái lời thề của chị trên mộ. Bây giờ con nuôi hay con ruột gì là cũng hợp pháp, con thề trước vong linh của anh là tôi phải bảo vệ tới cuối cùng. Vậy đó hả? Giờ quay sang nói, thua rồi, con nuôi không hợp pháp, thua. Chợ, vậy là chị này gần Tây Ninh, bán bánh tráng Tây Ninh. Vậy hả? Lật hả? Lật quá, trời đó. Không, cái vụ đó anh có nghe. Ồ, tại vì anh lúc đó anh chưa có theo sát phải không? Không có là không biết. Lúc đó trời đất ơi, chị mì xào mình cũng dữ ha. Dữ lắm. Thôi, những cái bà này cũng thuộc là trời ơi đất khởi luôn. Thiên thần thiên tướng gì đây nè. Rồi dước trong linh người này, dước trong linh người kia, bà thề kiểu đó đó. Thầy vậy đó. Không linh lắm á nghe bà. Nói thiệt á. Bà thề kiểu đó, bà coi chừng bà có ngày bà đó. Trời ơi trời, nghĩ sao mà dơ thề chức vong linh nè, con ruột con nuôi. Mà em cũng không nghĩ là bả làm vậy luôn á. Tại vì em thấy trời, chị này cũng dữ dằn mà nói mình cũng thứ dữ phải không? Có ăn có học rồi cũng có tiếng đi. Cũng danh nhân rồi bóng hậu rồi kia, không lẽ người ta làm chuyện ba chặt ba vụt vậy. Mà cái bà mà chủ răng á, nói chung là cũng không phải thứ dừa. Cũng xấu, cũng không kém bà này, nhưng bà kia còn chơi được hơn chút. Là im không nói. Đúng. Đó, biết ghét rồi, biết im không nói. Đã mình từ thề thốt rồi, bây giờ mình nói vậy chẳng khác nào mình phun xong rồi cái mình lè làm liếp. Bà kia chơi được hơn chút. Còn bà này thôi quá trời quá đất, nghe anh nghe chơi gì lên nhiều lần rồi anh thấy đó, anh biết. Cái gì cũng nói được ha. Cái gì trơ trẽn. Ôi ôi, nói rồi lật như lật bánh tráng rồi, đâu biết đâu trời đâu ửa, anh đâu có biết đâu mà lời bà thề bà nữa. Thề mà bà thề trước ngộ mà bà nói mà giúp đưa đi tới cuối cùng mà nuôi ruột gì bà cũng nói là hợp pháp hưởng mà cuối cùng là bây giờ bà đem ra bà nói thua được không hợp pháp thua nó này nói... nó lừa tôi ăn nói xì lơ với trời. Mà lừa chị cái gì, chị tiên chị vô người ta rồi chị tự chị nhận là chị là cái gì, tự chị thề luôn á. Tức ra tự chị thề, ai ép bà đâu, không ai ép bà thề. Thề vậy mới lùa gà được chứ. Thề lùa sao lùa, không thề sao lùa gà được, lùa được hàm răng đó. Thề mới lùa được chứ không thề sao lùa. Mà nghe đồn khán giả nhắn tin hồi trước năm đào hả? Thì khán giả nhắn thì anh em có đọc cái dòng tin nhắn đó đó. Nói là lúc trước là làm đào ở đường Nguyễn Du, Nguyễn Huệ vậy đó. Dành mấy cái quán karaoke dành cho người Hàn Quốc đó. Thì người ta nói cũng hợp lý, bởi vì nó nằm ở cái chỗ là bà này bà biết tiếng Hàn Quốc. Trời đất ơi là trời. Mình cũng sao nghi sao cái gì dòng tin nhắn gì vậy?
có khán giả là họ nói là cái vụ nghe đồn là cái vụ mà karaoke mà tiếng Hàn là kia nọ đó, khán giả họ nói là có cái quán karaoke mà dành cho Hàn á là người Việt mình không có vào được. Đúng. Có thể đi cùng đối tác thì ok, còn tiếp viên thì tất cả phải biết tiếng Hàn hết đó anh. Chị đó nói chính xác đó anh. Ông anh em ngày xưa ổng làm chủ người Hàn và thường xuyên hẹn bạn và đồng hương vào đó. Còn có bị xào làm hay không thì em không biết. Nhưng mà là vậy là ta nói là nhưng mà gì nè, cái người này khẳng định đó là hỏi nó coi biết bà má Mỹ Phụng không thì đâm ra là mình mới đặt cái nghi ngờ nữa. Hỏi nó coi mà bà thì bà này bà đó nó làm chung mà. Thì mình cũng đặt ra nghi vấn thì không biết chị bị sao bả 71 hay 81 gì không biết. Mà bả còn trẻ vậy làm chủ này kia vàng bạc này kia em phải đặt cái dấu nghi vấn liền. Thấy không? Đâu mà có nhiều dữ vậy em phải đặt ra nghi vấn liền. Bởi làm mấy cái này mình cũng không biết đường mà đúng hay sai. Tại vì cái gì này chứ nói là trời ơi xưa làm chung với nó nhưng mà hả tại vì bữa giờ cũng không muốn nói. Nhưng mà nó khiến nó lộn xào quá. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì bà hỏi em có nghe bà nói là trời ơi chưa biết làm sao chứ chị nói thẳng với mấy cưng cái quá khứ của chị là sạch bon không có tì vết nào hết. Chắc có thể bằng từ câu nói đó người ta ghét ta mới lên tiếng á. Bà nói vậy mà tại bà cứ kè với bà kia hoài, thấy bà kia là cái gì cũng hơn bà phải không, rồi cho nên là bà cứ so kè cái nhà ta bắt quay lên cho bà coi hoài ngộ. Kìa hôm qua ta quay lên quà tặng của triều đình tặng kìa. Vô đó đi à, mình lận gì đó mình lận đi à, còn mình ở đây khoe à. Mình là quen với bộ chơi với bộ không à. Bộ gì bắt là đi bộ á. Bả toàn là khoe hình cũ thôi chứ không có cái mới đâu mà đăng, không có cái mới được. Đang tầm bay tầm bả. Thay vì em nói với anh là năm nay mình đi tảo mộ thì mình quay năm nay tảo mộ chứ mắc chứng gì phải lấy cái hình năm ngoái để đăng. Rồi ví dụ như chuẩn bị Tết tới đây thì mình quay mấy cái Tết năm nay xong không quay mình úp cái 30 Tết năm ngoái thì xì bà con đăng lên trời. Không hiểu nổi luôn, thiệt luôn á. Bởi vì bà kia bà tức bà lộn xào rồi bà. Bà quá chữ cho. Rồi thôi nói chung là ngày anh em này chiều hôm nay thì cũng có một nội dung chia sẻ như vậy đó cô chú anh chị. Thì mong rằng cô chú anh chị đăng ký kênh ha. Đó, kênh em là kênh Anh Bà Bảo TV. Cô chú anh chị nhớ tràn qua kênh em coi ủng hộ em nhớ ủng hộ ông anh em nha anh chị ơi. Đó, hồi xưa tôi bị bà Mi Xuân má hất hủi, thấy không? Hất hủi là coi như trước nhà bà Hồng Loan đó. Tôi buồn dữ lắm. Chị em với nhau, chị em ăn nhậu với nhau bị công an bắt luôn, chung với nhau luôn. Công an phải bắt vô kiểm tra, tao nói tưởng đâu không được về luôn. Trời ơi. Chị em dẫn nhau đi karaoke chỗ gác Tây Vịnh mà tưởng đâu là karaoke gia đình. Bả vô nguyên gia đình của bả, mình đây anh em mình cũng vô tà le. Bữa đó ngoài công an Vịnh nghe còn trả 7.500 nữa. Bả có phụ không? Không. Trời ơi bị hất hủi vậy đó. Cô chú anh chị như kéo qua Anh Ba Báo TV nha. Cũng bơ là bữa đó không có em. Em chỉ có là cái bữa bả mời lên nhà thôi, bả rủ lên nhà bữa đó thôi. Năn nỉ nghe. Không đi là giận luôn á. Không đi là chị giận luôn á. Anh Ba Báo TV kéo qua ủng hộ em. Bị hắt hủi từ ngày đó xong mình giận đời, mình giận người. Ta trách ta xin giận đời rồi nghỉ luôn, nghỉ làm luôn. Đó, sau này mình thấy mình bả lộn xào á, mình mới leo lên mình nói bả cho bả biết. Tự nhiên thề thốt rồi chức mộ rồi ha, ủng hộ này kia nọ ha. Rồi bây giờ ha, lộn xào. Thôi nói chung là cô chú anh chị tới đây bà này thì nói thôi. Bây giờ mai mốt nó còn lòi ra nhiều cái thứ hay ho nữa. Nhớ đăng ký kênh tụi em nha, để tụi em còn chia sẻ những nội dung hay hấp dẫn về phía sau nha quý vị. Thôi một lần nữa tụi em xin chào tạm biệt nha. Bye bye cả nhà. Bye. Nước không nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cô chú anh chị. Ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhào, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha.
Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc hai cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em từ nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.